Ok, như vậy chúng ta cũng đã chuẩn bị có được tín hiệu diễn biến của game đấu thứ tư trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi. Và ở game đấu này thì chúng ta thấy rằng là còn bốn bốn đội tuyển xung quanh khu vực Celestia, có một đội tuyển trên cụ Temple mà thôi. Ở bảng thi đấu ở game đấu thứ tư này thì chúng ta có sự xuất hiện vẫn là các thành viên của Team Sun Hao. Giữa diễn ra giữa bảng B và bảng D, một tình huống giao tranh được diễn ra và Sun Hao vừa rồi đã mất cho mình vị trí của Roy rồi. Các tờ video Sun Hao họ đang gặp bất lợi với Simpson cũng đã nằm xuống. Khả năng cao phải xuất hồn mà thôi. Khi mà họ đối đầu với các tờ video của team WBC, một trong những đội tuyển mà vừa giành được cho mình cái top 1 game đấu vừa rồi, bắt buộc Sun Hao phải di chuyển ra một khu vực xa hơn mà thôi. Một mình các tờ video team WBC đã có cho mình được 3 kill. Trong Celestia vẫn đang là một điểm nóng khi tôi nhìn thấy ở đây có tới ít nhất là 4 team rồi. Những pha nhảy check đến từ team GA, trong khi đó thì Spet với 3 player giáp trắng thôi nhá. Hai ông giáp trắng như kia mà cũng đã đi check map từ khá sớm. Và GA ở đâu đó tôi thấy đã đá được một cái giáp tím nếu như nhìn không nhầm về mặt màu sắc. Trong khi đó thì Bauda cũng đang có mặt ở đây. Lượng trang bị của các player tính đến thời điểm hiện tại là tương đối hạn chế. Mấy hôm nay toàn giáp trắng, giáp xanh lên trên trần nhà ngồi ạ. Dây móc thì không có nhiều, cho thấy cái việc sẵn sàng tấn công cũng như là úp sọt đối phương. Một động thái cực kỳ chủ động, không hề có chút gọi là sợ hãi hay là rén nào cả. Trong khi đó thì JDG ở đây liên tục có một pha di chuyển lại gần NiHQ bên phía team LF và sẽ là tỉ thí luôn rồi, nhưng mà bị sóc hai phát piston với một cây cung vào người, lượng máu mất đi của Lee Ji đang rất Hey! đau. Parry được hai người nhưng ngay lập tức có đó là kim trung cháo được bật lên hất tung đối phương ra, nhưng phía bên này đã có bùa đến từ Ji để gỡ một pha lỗi hơi cơ bản chuẩn trái chuẩn phải đến từ vị trí của Lee Ji. Những ai chơi Naraka thi thoảng bị kẹt chuột là cũng hay có động tác vừa rồi, nhìn đang tự dưng lại đứng lại giật cục lên parry một cái, biết ngay y rằng là lỗi động tác mà thôi. Như vậy là JDG họ thả bùa ra nhưng tiếp tục truy đuổi các thành viên bên phía của team LF. Chưa có ai phải nằm xuống cả, nhưng lượng đam dồn vào đến từ cả hai team cũng đang là lớn. Lion ở đây thì cũng đã mất toàn bộ lượng giáp rồi. Perry, Lee đang bị bổ. May là có chuông nhưng mà vẫn phải nằm xuống vì ăn tình huống xoay tường trong pha thi đấu vừa rồi. Một tình huống combat lùi rất tốt từ vị trí của NiHQ. NiHQ cùng với các thành viên của team LF chủ động di chuyển ra khỏi cái bùa của đối phương. Ở bên này thì NiHQ đang có một chuẩn đỡ đòn và câu kéo rất nhiều thời gian. Ui, nhưng rất xui trong tình huống vừa rồi thì cái bùa đã đốt chết vị trí NiHQ được. Tình huống vừa sẽ là 2v2. Vị trí của Salman bắt buộc phải hóa cho mình cái form Titan Call mà thôi. Bên kia thì JDG đang có một chuẩn chăn dày. Cat sẽ cố gắng cứu lại ngầm đội của mình. Liệu lượng máu sẽ là đủ không đây? Một tình huống cố gắng cam sát từ vị trí của Salman. Và bên này thì Lion cũng đã hóa form nhạc sơn rồi, cái form chuẩn bị hết, một đúng quyết định phổ thẳng một bài Kurumi của đối phương. JDG vẫn còn nguyên đó là ba cái hồi sinh nên họ có thể nói là vô cùng tự tin tình huống combat này. Ngay lập tức có hóa form Titan lên đến từ vị trí của Lee Ji. Liệu có bế được ai hay không đây, khi mà phía bên kia tôi đang nhìn thấy là bên phía team LF Messica cũng đã có một pha sủi đi rồi, không nhìn thấy mục tiêu nào đáng kể để bắt cả. Trong khi đó NiHQ đang ở trong dạng form nhạc sơn thì không thể nào mà Titan có thể chạm tay vào được rồi. Một cái góc giao tranh mà cả hai đã quyết định lùi về rồi. Và khu vực Celestia này vẫn là những tướng cố gắng lao vào thôi. TC đã mất cho mình một người và họ không còn cho mình lửa intimate nào cả. GA là người đang có lợi thế, họ có được cho mình điểm đúng đầu tiên, vẫn còn full cho mình đó là những cái lượng intimate. Và liệu các thành viên của team TC có thể có được thắng lợi không đây, và có sự xuất hiện của các thành viên của Spec nữa. Như vậy TC họ mất hai người, chỉ còn cho mình con bài nhạc sơn. Vừa rồi thì cũng đã hết form, góc này thì khá là khó để cứu được những người đồng đội. Vẫn là một tuyến giao tranh trong cuộc bão cát, một tuyến squad lùi ra hợp lý từ các thành viên của team CA. Khu vực chùa trên Celestia đang là điểm nóng. Ở đây thì TJ bị slow bởi cái bão cát vừa rồi và cũng đang bị đeo bám. Ở đằng sau có hai player, ba player truy đuổi. Rất may là TJ. Ui, một pha outplay với di chuyển ngược lại, quyết định khá táo bạo và TJ đã thành công di chuyển ngược hướng lao vào của đối phương. Có lẽ là ba player đang truy đuổi TJ cũng không nghĩ tới là anh ta có thể làm cái điều này, nhưng hiện tại vẫn đang bị dí vào bởi các thành viên của team Hoops. Với một đội hình mà Hoops họ vẫn đang đầy đủ giáp máu như thế này thì chắc chắn là sẽ combat mà thôi. Bao đà cũng có 3 player ở đây, thậm chí là
B-Sky vẫn còn cái chiêu cuối để sẵn sàng bật. Như vậy là B-Sky đã bật chiêu cuối lên rồi. Và con Titan, ui, HC vừa rồi có tình huống di chuyển nhảy né rất khéo, nhưng Xiao Yu bị bắt lại. Và Xiao Yu sẽ bị đập trong pha này mà thôi. Và đang làm tình huống ném ép nhưng không thể né được. B-Sky bắt tiếp được lần thứ hai, kết hợp cùng kiếm khí, Xiao Yu phải nằm xuống rồi. Một tình huống giao tranh diễn ra liên tục trong xung quanh khu vực Celestra. Katavi của team Bauda là người đang có cho mình khá là nhiều kill ở khu vực này rồi. Katavi team Wolf thì họ đang có full cho mình, đó là những lượng ultimate một tướng chọt vào. Nếu như chúng tướng vừa rồi là một tướng xoay tường từ vị trí của Han, Han tiếp tục lao vào rất chủ động khi vẫn còn đầy đủ cho mình lượng ultimate. Tiếp tục là những tướng chọt với cây trường thương của mình. Chúng ta xem nào, chọt dash đi và tiếp tục rất khó chịu với những đòn mini stun. Một tình huống đòn Focus Strike 2 chạm mà thôi, vẫn là những tướng chọt cực kỳ khó chịu nha. Một cây thương nó đang tạo ra những cái điểm nhấn trên tướng giao tranh như thế này. Các thành viên của team Bauda họ bắt buộc phải lui ra rồi. B-Sky đang là một trong những mục tiêu bị hướng tới. Một tướng cố gắng air combo nhưng chưa được thành công, nhưng vẫn là những tướng chọt quá chất lượng từ vị trí của Han. Team Wolf họ từ nãy giờ cũng đã kiếm được kha kha những cái kill ở khu vực chùa trên Celestra. Hàng vừa rồi có những pha chọc thương mini stun vô cùng khó chịu. Wolf họ đã đúng với cái tên gọi của mình, những chú sói đi bắt mồi và liên tục được cộng những cái điểm kill giai đoạn đầu trận như thế này. Tôi đã nhìn thấy hiện tại 48 player còn nguyên, 42 ông còn lại và 6 ông đang đi hồi sinh. Tổng lại thì vẫn là 48 người, chưa mất đi đâu player nào cả. Sau một loạt tình huống giao tranh vừa rồi chúng ta thấy nó là gắt, nhưng ở đây thì TC với vị tướng bão cát này đã phải nằm xuống rồi, hết chiêu thức, không làm sao để có thể chạy được khi mà bị dí vào bởi hai player, thậm chí là có Viper Ninh đuổi theo để dí thì sớm muộn gì cũng đá một cái Silent vào mặt và Focus tới chết mà thôi. Vẫn là một trong những cái góc mà hiện tại ở đầu trận đấu kế tiếp viên của team GDC có những tướng giao tranh, bây giờ thì họ cũng đã quyết định thi đấu an toàn rồi. Hiện tại thì cái hoa bỉ ngạn nó cũng không còn nữa rồi, nên các đội tuyển họ sẽ cố gắng thi đấu một cách an toàn. Như anh đã nói rồi, tốc độ trận đấu thời điểm này nó sẽ chậm lại, hoặc là các đội tuyển họ sẽ lao vào giao tranh với nhau, nhưng họ sẽ cần có những tướng rút ra một cách hợp lý. Một diễn biến mà chúng ta thấy rằng ở giai đoạn đầu trận đấu thì Sun Hao cũng không còn hoa bỉ ngạn, thì từ đầu tới bây giờ chúng ta không thấy sự xuất hiện của Sun Hao nữa. Còn bên này thì team ảo đang kiểm soát xung quanh cuộc đầm nắm, họ phát hiện được cách tập biểu team CD vừa rồi làm tướng bắn vào nắm khiến cho đối phương phải bỏ chạy cho thủ này. Rất khó chịu từ cách thành viên của team ảo nha. Hiện tại chúng ta có 47 player, như vậy một người thì có thể nói là đã ra đi rồi. Nhưng mà không biết là thế thức này tôi nghĩ là vẫn có bùa hồi sinh như đúng không? Dạ, đúng rồi. Shopping mà mua bùa hồi sinh được thì sẽ là tốt, nhưng để làm được cái điều đó thì cũng không hề là đơn giản khi mật độ bao phủ các team hiện tại đang quá đông. Vừa rồi tình huống bắn cung lửa chuẩn xác nha, liệu có lao vào hay không đây khi lợi thế đã có rồi. Một vài lượng máu về phía team ảo từ con bài vô trần kia đã bị cấu đi cùng với cả lượng giáp nữa. Hai bên tiếp tục rút cho mình những khẩu musket và canon để có thể thăm dò những tình huống mà chúng ta thấy rằng cái góc này thì các thành viên TCD họ đã có được cho mình một cái giáp tím rồi, cả hai đang hướng tới mình một cái thính. Nhưng nếu như không xử lý nhanh thì khả năng có thêm 1-2 đội tuyển mới nữa thì nó sẽ vô cùng khốc liệt đây. Các thành viên team ảo thì họ vẫn chưa vội vàng, liên tục làm tướng bắn cung rất chính xác từ vị trí Dongwin. Dongwin đang có liên tục là những tướng spam và bên này là một tướng chủ động lao vào với cung bài cố thân hàng rồi, chúng cố gắng đóng băng đối phương. Ở bên này thì các TV team ảo vẫn còn đầy đủ cho mình cái lượng ultimate. Chúng ta xem nào, lượng tuyển nào sẽ lượm được cho mình cái thính này. Bắn cùng là tốt từ vị trí của CC. Tiếp tục lập tình huống bắn trúng với cái cung lửa. Sau khi bảo giáp nó sẽ đốt thẳng vào máu luôn, là rất khó chịu. Hai bên từ nãy giờ chỉ đứng sử dụng hỏa lực và khều nhau thôi. Mặc dù có bắn trúng có cấu được máu đối phương nhưng chưa quyết định lao vào. Như vậy là một tình huống hóa Titan luôn để bảo kê lút đồ. Trời ơi, rất nhiều đồ trong cái hòm thính này nha. Khi mà cameraman vừa spec vào cho chúng ta xem, combat sẽ là căng đây. Tí Mảo với một tình huống đu lên cây và sẽ lao xuống chăng. Và Nhạc Sơn cũng đã phải bật form Titan. Viper Ninh thì còn đó là Khai Nhãn. Sẽ là một tình huống bật Khai Nhãn từ trên cây nhảy xuống. Can tham mình, nổ. Và như vậy sẽ là một tình huống Khai Nhãn đẹp. Nhưng mà dồn đam vào được thì hay không cũng chưa rõ lắm.
có vẻ như cái việc dồn đam vào nó không thực sự là được quá tốt. Hai team vẫn đang giao tranh và Hòm Thính vẫn được bỏ lơ đó. Mất form Titan, mất form Nhạc Sơn rồi. Ally đang thấp máu, Ally đang bị dí. Và bây giờ đang nằm trước cái nguy cơ là bị hạ gục nha. Nếu như bị hạ gục thì hai player còn lại sẽ khá khó để có thể PK. Và bây giờ thì như vậy là chiến thắng dành cho các thành viên bên phía team GD. Đội tuyển mà vừa rồi đã chủ động hóa form Titan để bảo kê có Hòm Thính này. Kurumi búp máu lên rất nhanh trong pha thi đấu vừa rồi. Còn khu vực ở bên này thì Katowice tìm phần link FX đang đổi đầu với Katowice tìm quận 9. Đấy, Molly và CC đang là những người bị có, chúng tôi cũng nhận cho mình cái đòn sát thương từ cây đại đào. Bảo các trước đó cũng đã được sử dụng một Katowice của team quận 9, họ không còn cho mình một lựa team nào cả. Và TSC đang là người cố gắng focus. Họ đã có được cho mình điểm thứ hai rồi. Khu vực này thì có sự xuất hiện cả của Katowice của team LF nữa nha. Một giao tranh mà LF là càng thứ ba xuất hiện và họ đang có đầy đủ cho mình cái lượng teammate. Bắt buộc cái TV thì Epic và họ phải rời đi mà thôi. Khi những cái lượng tài nguyên của họ trước đó đã được sử dụng được để giao tranh. Còn bên này thì Bauda bị Skyquick được sử dụng cho mình cái kim cang phục ma. Nhưng đang bị đóng băng và đang đứng trên cái intimate của bài Kurumi. Bắt được một người, bắt được hai người. Và sẽ làm trúng quán bộ nhưng vẫn đang bị sai lầm nha. Khoảng thời gian này không kịp để có một trúng bộ. Nhưng mà đối phương đã quyết định sử dụng cho mình cái dịch chuyển để rời đi và sau đó họ đang quay trở lại. Sẽ là một giao tranh với các TV team GA. Họ đang có lợi thế về người. Một trúng chăn dây. Bauda đang cố gắng cứu lại người đội của mình. Kiếm khí được trả vào. Sẽ làm trúng chăn dây hợp lý trong thời điểm này. Bảo cách được dựng lên như B-Sky đã phải nằm xuống rồi. Combat rất căng. Vừa rồi chúng ta thấy khá tiếc khi mà con Titan này bắt được hai player nhưng bị đá silent và không thể nào đập được. Bauda ở đây thì B-Sky với con bài Thiên Hải đã phải nằm xuống rồi, còn lại Kurumi và Nhạc Sơn. Còn bài Nhạc Sơn này nó là một tình huống hóa mà để tấn công thì cũng không hẳn, nhưng để chạy thì cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Kurumi đã hết chiêu cuối nha. Và với việc bỏ chạy khá xa như thế này thì cứu lại Thiên Hải tôi nghĩ là điều khó có thể diễn ra. Một cái diễn biến mà chúng ta thấy rằng các thành viên team Bauda họ mất B-Sky, bây giờ thì họ mất thêm cho mình của bài Nhạc Sơn. Rất khó nha. Bauda luôn là một trong những đội tuyển được đánh giá cao. Như vậy là B-Sky đã được cứu thành công với cục bài Kurumi. Và cả hai player này quyết định đó là rời đi mà thôi. Khu vực ở bên kia các thành viên của team GA đang làm quá tốt. Một trận giao tranh. Nhưng có thêm một đội tuyển xuất hiện nữa là các thành viên của team ELNet. ELNet họ đang có cho mình đó là hai cái vũ khí vàng. GA vẫn quyết định lao vào mặc dù họ vẫn chưa có cho mình cái ngục tù bảo tố từ của bài Thelmet. Rất hổ báo cáo trồn và nên nhớ rằng đây là cái thành viên của team Yeldet nha. Chủ động đã silent và sử dụng luôn cho mình cái khai nhãn từ vị trí của Haxi. Nhưng mà cái góc này không stun được một ai cả và đang có một úp bảo cát từ các thành viên của team Yeldet rồi. Và Yeldet ở đây với Slayer, Benchu và LX đang liên tục ép đối phương ở khu vực ngoài viền vòng bo. Như vậy là Dudu đã có tình huống bị vị trí của lấy khai thác và hạ gục rồi. Với Ngọc Flash Phoenix Perry được và tiếp tục sử dụng cây kiếm này. Phoenix Blast vẩy rất đau, kết hợp cùng với những tình huống chém chay nữa, lượng đam cũng là đủ luôn. Và Unix họ đã hạ gục toàn bộ 3 player bên phía team GA và kiếm về thêm được 3 điểm nữa. Còn bên này thì các thành viên team Bauda cũng đã cứu được thành công của bài Nhạc Sơn rồi. Nhưng hiện tại thì B-Sky đang có cho mình chỉ là một cái giáp trắng mà thôi. Team CC, một trong những đội tuyển đánh giá cao, nhưng những màn thể hiện của họ sau game đấu đầu tiên ở cái lượt trận trước chưa nói lên được quá nhiều điều. Và game đấu này thì họ vẫn chưa có cho mình một kill nào cả, vẫn là một lay up và hai vị tướng hóa hình để có thể đánh ở cuối trận đấu. Và các thành viên của team Yelnet thì chúng ta xem nào, hai cái vũ khí vàng có cho mình một cây katana và họ đang di chuyển lên và đang đối đầu với các thành viên team CC rồi. Lượng trang bị của họ là vượt trội, nhưng điều quan trọng họ sẽ set up một trường giao tranh như thế nào đây? Liệu sẽ là một trường spam không pistol và chủ động lao vào hay không đây? Những viên đạn bắn rất chính xác từ vị trí của Slayer. Team CC ở đây họ còn rất đầy đủ về mặt nhân lực cũng như là chiêu thức, ba chiêu cuối sẵn sàng. Tôi vừa lướt qua được một góc ca mà có các thành viên về team Sunhouse xuất hiện. Spec cũng đang có mặt ở đây. Sunhouse với Funplus Phoenix đang là hai đội tuyển va chạm với nhau. Roy knock được vị trí của ZQ về team Funplus Phoenix rồi.
Nhưng khi mà có Spet đội tuyển thứ 3 tham dự vào thì các thành viên của team SunHau cần phải cẩn thận hơn trong những pha va chạm với FunPlus Phoenix. Rất có thể SunHau sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị các thành viên phía team Spet dí vào. Nhưng hiện tại thì Spet đội tuyển số 11 này đang cố gắng dí đi các player của FunPlus Phoenix. Và ở đằng xa kia thì tôi cũng đã thấy sự xuất hiện của Bauda. Một cái góc mà các thành viên SunHau họ cần phải cẩn thận nha. Game đấu này thì rồi đang chơi chứ mình cũng bị tướng Nhạc Sơn. Rồi thì theo như em đánh giá thì một trong những player thi đấu rất tốt và cũng bài vai mới Ninh. Nhưng quay trở lại diễn biến của trận đấu thì các tay viên của team FPS họ mất cho mình vị trí của lead rồi. Spec họ focus vào rất tốt và đó là một tung 2-1. TG siêu của Vimitian có cho mình điểm ở cục thứ 5. Và Triple V đang nhìn người đồng đội của mình nằm ở đó mà thôi, khả năng sẽ thăm mình và tới sẽ cứu được hay không đây. FPS là một trong những đội tuyển ở vòng chung kết đâu thế giới đầu tiên của từ kem Naraka thì họ cũng có được cho mình vị trí thứ hai, chỉ thua các TV team TG mà thôi, và họ sẽ là một trong những ứng cử viên vô địch cho giải đấu lần này. SunHau cũng đã có được cho mình điểm 3 điểm hơi gục rồi và tiếp tục chúng chủ động lao vào các TV team Spec. Một cái ngục tù và tố được dựng lên tiếp tục làm tướng hóa cho mình tại thành Cồn. Còn bên này thì các TV team Spec họ cũng đã sử dụng liên tục là 2 ultimate từ công bài, đó là Matari cùng với công bài Cotton Hand tên đến được hai người, nhưng lượng đam trả vào là không đủ cho tuổi vừa rồi. Một pha lao vào lần hai không làm choáng đối phương, nhưng B-Sky hiện tại đang bị cò lửa dồn đam vào là quá nhiều. Lượng đam khi mà các bạn nghe cái chuông ấy nó được gồng lên keng keng là các bạn đủ hiểu nó dồn vào ác đến như nào, nhưng may mắn là vị trí của B-Sky vừa rồi còn cái chuông mà giúp cho B-Sky thoát đi được. Hiện tại đang di chuyển vào trong vòng bo nhưng sự nguy hiểm nó vẫn luôn rình rập bên cạnh. Vừa nãy tôi thấy có cả hiệu ứng bùa giật, có cả hiệu ứng của một cái kho lửa và thậm chí có cả những cây cung bắn vào nữa cơ. Nhưng bây giờ thì vị trí của bên phía team Spec đang dí tới, khó khăn này cho bên phía team Bauda vẫn chưa hết và B-Sky là người bị hạ gục rồi. Spec họ hết chiều cuối nhưng hiện tại ba player với lượng giáp máu tôi nghĩ là vẫn có thể PK được, đang bị Nhạc Sơn của bên phía team Bauda dí. Nhưng B-Sky với Kurumi thì đang ở phía ngoài vòng bo. Một pha mà Kurumi cố gắng nối dây để cứu lại vị trí của B-Sky. Tiếp tục di chuyển ở phía bên trong nhưng Spec vẫn là đội tuyển gây khó chịu. Form Nhạc Sơn sắp hết. Còn bài Nhạc Sơn đang là cái cứu cánh cuối cùng của Bauda để giúp họ cải thiện lượng đam, cũng như là tỏ ra cứng rắn hơn trong pha di chuyển vào. Nhưng ngay lập tức Nhạc Sơn trở về dạng người đã bị hạ gục. Spec họ biết điểm yếu của cái với team Bauda và họ đang khai thác vào. Bây giờ chỉ cần bắt đi Kurumi mà thôi, thậm chí dí luôn cả vào con bài Thiên Hải chưa cần bắt Kurumi. Đây, bây giờ Kurumi mới là cái tên cũng như là vị tướng bị nhắm tới về phía team Bauda. Khi mà Kurumi đứng ở ngoài bo bị dí như thế này thì không có nhiều cơ hội để có thể bỏ trốn đâu. Khi mà ở đây hai player phía team Spec cũng đang yếu máu, đó là FunPlus Phoenix tới với vị trí của ZQ liếm được một mạng. Đó là pha vét hàng rất nhanh của player phía team FunPlus Phoenix. Ui, lượng độc đang rút quá đâu. Và như vậy Triple V của FPS đã phải nằm lại ngoài bò rồi. Điểm mà gục vừa rồi thuộc về cho KTV của team GD. KTV team Bauda thì vẫn cứu thành công vị trí B-Sky. Nhưng lượng trang bị của B-Sky đang là cực kỳ hạn chế. Và đang là một trong những mục tiêu bị hướng tới bởi các thành viên của team Hảo rồi. Ở bên kia thì Roy nằm xuống bởi vị trí của Kate và các thành viên SunHau. Hình như họ chỉ còn cho mình đó là hai player mà thôi. Đậu đang cố gắng cứu đồng đội của mình nhưng Đậu đang bị focus vào từ các thành viên của team Quốc. Khó cho các thành viên team SunHau ở thời điểm hiện tại. Và khả năng thì SunHau cũng sẽ phải nằm lại khi mà Đậu đã bị bắt rồi. Rất khó khăn mà đến game đấu thứ hai này thì SunHau cũng đã phải nhìn lại tương đối là sớm. Một cái lobby mà chúng ta thấy là kỹ năng của các đội tuyển đến từ Trung Quốc là rất như nhau. Và trình độ của họ trong những tướng giao tranh là rất tốt. Ở đây thì Unix với Slayer đang bị dí vào bởi một cây cung lửa khá khó chịu. Nhưng mà tôi nhìn hình như là Slayer anh ta có Ngọc Tuna thì phải. Tình huống bấm thiền. Nhưng mà lượng máu chưa hồi đang bị đốt. Nếu như có Ngọc Tuna thì khả năng hồi máu lại nó không phải là cái gì đó quá khó khăn. Trong đó thì Woof ở đây vẫn còn 3 player với hai cái chiêu cuối quan trọng đến từ vị trí của hàng. Bật ô búp máu và Gen vẫn còn một tình huống hóa form Titan nữa nha. Trong đó thì Soro đang là người bật form Nhạc Sơn lên để gây sức ép vào đội mềm phía đối phương. B-Sky với team Bảo Đà ngay khi bật form Titan đang bị dí vào. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng rít lên từ cái cung lửa được dí với việc bắn là có cái tiếng Phượng Hoàng nó hú lên. Nghe rất đã tai. B-Sky đã phải bỏ chạy rồi. Rất khó cho B-Sky. Một game đấu của B-Sky phải sử dụng cho mình chỉ là một cái giáp trắng mà thôi.
Còn KTV TPG đi, game đấu này họ đang thi đấu rất hay nha. Như vậy là KTV Team Bauda họ vẫn sẽ còn được cho mình LB Sky trong tình huống vừa rồi. Những cái mũi tên nghe rất đã tài với cái cung trong tay KTV Team CD. Còn bên này thì Slayer có một đóng bằng thành công và tiếp tục là những cố gắng lao vào, nhưng Slayer đã bị tấm lại rồi. Các tập viên của Team WBC là được tuyển giành được top 1 ở game đấu vừa rồi. Tạm thời thì các tập viên của Team BLS họ đã lui ra với một tưởng dịch chuyển từ con bài vô chừng. Ở đây thì Unix với Slayer Bantu và Lợi Ích đang cố gắng di chuyển vào trong khu vực nhà và họ đã thành công. Hiện tại chưa có thêm giao tranh. Những tiếng cung Phượng Hoàng bắn lên nghe rất đã tài. Và đây là trang bị ngọc bên phía team LF. Lượng ngọc có thể nói là vô cùng dồi dào. Chính xác. Lượng ngọc thì chúng ta thấy rằng NaHQ có cho mình đến 5 ký ngọc vàng trong người với một con bài nhạc sơn. Và các thành viên của team LF thì họ cũng đang thi đấu một cách rất chậm rãi. Đây cũng sẽ là một trong những đội tuyển mà chúng ta nên chú ý. Tổng số kill hiện tại của họ chỉ là 2 kill mà thôi. Còn bên này KTV Teamwork đang có cho mình một Kaitana với Soulslash, với những tình huống chém rất đau với những đầu Focus Strike. Và KTV Teamwork ở tạm thời lui ra khi khu vực này KTV Team Ảo họ đang có những hóa phơm một bài nhạc sơn từ vị trí của Kuku. Kuku đang tìm kiếm cho mình những mục tiêu ở trên khu vực hạt rau kia thì KTV Team GD. Những cái mũi tên nghe bắn rất là đã tai anh nhỉ. Rồi, cứ bắn chúng là con Phượng Hoàng nó cứ kêu lên mà thôi. Còn tới 26 player, trong khi trận thi đấu của chúng ta chỉ còn lại tầm 6 phút thôi. Một số lượng player rất đông trong một cái vòng bò hẹp như thế này thì ít phút tới sẽ là cơn mưa giao tranh. Các bạn khán giả nên căng mắt nhìn vào màn hình thì mới có thể nhận ra được là cái gì đang diễn ra, cũng như là theo dõi được những tình huống thi đấu hấp dẫn. GDG liên tục có tình huống bắn cung lên trên khu vực mái nhà để sử dụng cái ngọc nổ đốt phần phía bên trên, cũng như là bắn sang hai bên cửa sổ nữa. Bảo đả đây còn hai người, mất đi Kurumi, hai ông chơi hóa hình, không có Kurumi búp thì tí nữa nó sẽ khá thọt. Khó, sẽ rất khó cho những giai đoạn cuối của trận đấu. Và chúng ta hãy chờ đợi xem họ sẽ xử lý như thế nào. Còn cách thành viên Team Quốc thì họ có đây cho mình đó là full Ultimate rồi, nên họ vẫn sẽ rất từ tốn ở đây mà thôi. Tình huống hóa form trên cục mái nhà và đang tìm kiếm cho những mục tiêu bắt thành công được hay không đây. Rất khó, một khu vực hạt rào như thế này sẽ là một trong những tình huống mà bị các player khác họ hướng tới. Các team CD thì cũng đang chơi cho mình một cái lineup có cho mình hai vị tướng hóa hình. LS thì đang đứng cho mình riêng một góc và liên tục là những tình huống spam với những vũ khí tầm xa. Ở bên kia thì team CC thì họ vẫn đang thi đấu cách an toàn và kiểm soát được cho mình góc 12 giờ. Tình huống hóa form lên từ chiếu CX thì từ đó hôm nay team CC vẫn chưa thể hiện được quá nhiều và tiếp tục áp sát với những kẻ mũ vào. Họ muốn tham chiến cái tướng này về GDG. Họ cần phải cẩn thận nha, quyết định sử dụng cho mình cái team mate thực bài Kurumi, giúp cho CX rất tự tin khi đứng ở trên này. Và team CC hiện tại còn lại mỗi chiêu cuối của nhạc sơn thôi, nhưng tôi nghĩ cũng là đủ khi trận thi đấu chỉ còn lại tầm 4 phút. Sẽ hồi kịp chăng? B Sky đấy bắt được một người đập chay. Và chính xác hơn là vị trí của Set 7 bắt được cái tên B Sky phía team Bauda. Giao tranh đang rất loạn và chúng ta nhìn đâu cũng thấy Titan, nhìn đâu cũng thấy Nhạc Sơn bắt điệp được tiếp chúng một player. Sang vị trí của Set 7 sẽ là đập luôn thôi, khi mà lung xung quanh rất nhiều những cây cung được bắn vào. Và vị trí của Mao Man bên phía team GD vừa rồi có kill những cây cùng, những con Titan và thậm chí là cả những con nhạc sơn đang xuất hiện ngày một nhiều hơn trong vòng bò cuối. Một cuộc hỗn chiến được diễn ra và hiện tại các team GD vẫn còn đầy đủ cho mình. Đó là ba người, một cuộc hóa phong nhạc sơn từ chiêu Ally. Ally đang bắt đầu cũng chúng băng bổ vào đội hình của đối phương. Và hiện tại thì họ cũng đã có cho mình được 12 kill rồi. Cái góc tạm thời an toàn cho các tên vị team CD, team CC đã phải nằm lại. Mặc dù trước đó team CC họ có chung được một cái giáp vàng. Elnet thì vẫn chỉ còn duy nhất vị trí của Slayer mà thôi. Slayer đang đứng ở trên này và Slayer nằm xuống thì bắn tốc tôi bị chiếu này hạt kill. Một mũi tên ghim thẳng vào đầu. Và các tên vị team Elnet họ đã phải nằm lại rồi. Chúng ta chỉ còn 12 player mà thôi.
LF hiện tại thì vẫn còn đầy đủ chứ 3 người. WBC Play đội tuyển có được cho mình cái top 1 ở game đấu thứ 3 thì vẫn còn ở đây. Một trúng hóa phẩm từ vị trí của Màu Màu. Màu Màu đang là một trong những mục tiêu đang bị hướng tới. Bắt được một người, lượng sát thương trả vào liệu có đủ hay không đây? Như vậy là vẫn chưa đủ để có được cho mình điểm cuối cùng trong trận đấu bắt vừa rồi. Rồi, về kịp lại người không khi mà cung Phượng Hoàng đang bắn vào rất nhiều. Có một con Nhạc Sơn của WPC chờ sẵn để vụt nhưng vừa rồi làm pha vụt trượt. Vẫn đang tìm kiếm điểm hạ gục với những pha vụt của mình nhưng chưa thành công. Tiếp tục lại là vụt. Chúng ta nên đổi cái vòng bo cuối đấy là Class of Titan. Class of Titan, những con Titan và những con Nhạc Sơn. Hóa hình thì chúng ta cũng tạm gọi là Titan nhưng mà dạng khác đi. Đây có tình huống bắt được nữa rồi, nhìn đâu cũng thấy Titan mà không biết từ nãy giờ ông nào có một cái góc mà cứ đứng spam cung Phượng Hoàng kêu dã man luôn mà không bị bế đi thì cũng tài đấy. Ôi bế rồi anh. Player WPC đây đây đây, cái ông này bắn cung đúng không? Đây là player WPC bắn cung vừa nói xong thì bị bắn. À, cả Night Head Q cũng đang sử dụng cái cung bắt được hai đập như vậy. Hay. Ui bắt là dính quá từ vị trí của Shaoman. Sẽ đập lần này tiếp tục và có kill. Hàng bên phía của Team Wolf là người cũng phải nằm xuống trận đấu vừa rồi. LF còn tới 3 player. Night Head Q đang có về cho mình cái ngọc sâu slot. Đây sẽ là một cái viên ngọc giúp cho vị trí Night Head Q dồn được rất nhiều đam và những cái vị tướng hóa hình như Nhạc Sơn và Thiên Hải đang ở trong dạng form nha. Và như vậy wow, chém đến từ vị trí Night Head Q top 1 rồi. LF chắc chắn chưa có cho mình cái top 1 kia. Đây sẽ là tình huống 3 vs 1. Thì làm sao mà mất cái top 1 này được? WPC chỉ còn một người và đang phải bỏ chạy. Quá đẹp mắt được vị trí của Nakiu. Một cái top 1 mà có một player ăn chay đó là cung bài Kurumi. Một game đấu mà support rất tốt cho Nakiu cùng với người đồng đội của mình quậy.